Rồi chào bác nha, hôm nay lại tiếp tục về đường con Kubota L5018 nha các bác. Và máy Kubota đời mới nha. Kubota L5018 nha các bác. Dòng máy Kubota đời mới nha. Hai cầu, trợ lực lái nha các bác. Dòng máy Kubota đời mới 5018 là tương ứng với là 50 mã lực nha các bác. Máy thì còn rất đẹp luôn các bác ơi. Này, nhìn góc của nó nha các bác. Này, còn rất đẹp luôn. Kubota L5018, dòng máy Kubota đời mới nha. Này vỏ đầu nha các bác. Vỏ đầu vì thông số lốp của nó là 8-18 nha. Mâm này. Dàn gấp của nó nha các bác. Lại tiếp tục về thêm một em Kubota L5018 nha. Này phần đầu đèn nha các bác. Đầu đèn còn rất đẹp luôn các bác ơi. Này dàn gấp trước nha. Gấp này. Cầu của nó nha các bác. Dòng máy này về hai cầu trợ lực lái nha. Này phần cầu nha các bác. Dòng máy Kubota L5018 này rất là nhiều các bác ưa chuộng nha. Máy còn rất đẹp luôn. 5018 tương ứng với là 50 mã lực nha các bác. Này gương nha quá, cái gương của nó ghế ngồi. Giờ máy này gì được trang bị hộp số là 8 tiếng 8 lùi nha bác, tiếng lùi đồng tốc nha. Này vỏ sau nha bác, vỏ trước bốn cái vỏ của nó các bác hỏi suy nghĩ rồi, còn rất là đẹp luôn nha. Vỏ sau của nó đi là 13.6-26 nha các bác. Này, đèn sau nha, đèn nha này. Dè chỉ mới chốc nước sơn nhẹ thôi nha các bác. Rồi khá sơ đồ nha các bác. Này máy còn rất đẹp luôn các bác ơi. Sau đường của em nó này. Giờ máy Kubota L5018 nha các bác. Giờ máy Kubota đời mới nha. Giờ máy Kubota L5018 này rất là nhiều các bác ưa chuộng nha. 5018 là tương ứng với là 50 mã lực nha các bác. Rồi để lên nổ máy cho bác nghe tiếng động cơ của nó nha. Máy này gì ta lái trợ lực nha. Bẻ rất là nhẹ luôn.
quá đã luôn các bác ơi. Các bác nào có cần dòng Cupata L5018 này hãy liên hệ xuống dưới nha. Máy còn rất đẹp luôn. Này cái dàn gốc của nó nha các bác. Đầu trước. Này còn lắm cơ. Đẹp luôn các bác ơi. Nói nọ mà cái cây ga nó còn màu vàng lóng lánh luôn rồi các bác. Máy rất là đẹp luôn. Rồi, để test máy cho bác xem nha. Này. Máy chạy rất là đã luôn nha các bác. Rồi, Ben ơi. Rồi, xuống xe. Rồi, ok. Rồi, tới luôn đi. Rồi, bật đèn ơi. Kèn. Nhanh ơi. Rồi, thử hắn cho bác xem nha. Đạp tới đâu là hắn tới đó nha. Các bác là có cần dòng Cupata L5018 này hãy lên xuống dưới nha. Rồi, ra chạy ra test tốc độ cho bác xem ơi. Rồi các bác nó có gần dòng Cupata L5018 này hãy liên hệ xuống dưới nha. Hàng vừa mới về tới luôn nha các bác.